hôm nay gồm có Nga sụp đổ ở Kursk trong khi Ukraine gặp khó tại Pokrovsk Người Nga bắt đầu chạy trốn khỏi Crimea Lukashenko đe dọa người dân bằng tuyên bố biên giới bất ổn Triều Tiên cùng Syria lên án cuộc tấn công của Ukraine Con thủ lĩnh Hamas cáo buộc lãnh đạo Iran gây chiến ở Trung Đông Tàu Trung Quốc và Philippines vai chạm ở Biển Đông Trung Quốc muốn biến Tân Cương thành khu du lịch lớn. Tất cả đều có trong bản tin chiều nay. Kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 Giây Tinh Hoa. Diệu Huy xin kính chúc quý vị có một buổi chiều vui vẻ. Sau đây là các bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào sáng nay, lực lượng xung kích của Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ ba bắc qua sông Sem ở Karit thuộc vùng Kursk, và do đó cắt đứt mối liên hệ từ thị trấn quận Kloskovsky với lãnh thổ của Liên bang Nga. Diện tích khu vực màu vàng nhạt trong tầm kiểm soát hỏa lực của Ukraine lên tới 700 km vuông. Khu vực màu xanh sẫm là thuộc lãnh thổ Ukraine mới giành được tầm kiểm soát trong khi dòng sông Sem sẽ ngăn cách quân đội Nga tiếp viện cho nhóm quân bên trong của họ, đồng thời phần còn lại của khu vực tiếp giáp với biên giới Ukraine. Các kênh Telegram của chế độ Nga đưa tin rằng, trạm kiểm soát biên giới Tekino của Nga đã bị tên lửa Haima xóa sổ. Họ không tiết lộ mức độ thiệt hại hoặc thương vong. Nhìn chung, rõ ràng là lực lượng Ukraine đang làm suy yếu các tuyến phòng thủ của Nga ở quận Kluskovo, phía nam Somsheim, khiến khu vực này ngày càng khó bị quân đội Nga chiếm giữ, các trận chiến ở khu vực Korenevo vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, một điểm quan trọng nữa là lực lượng Ukraine đã chiếm được Bondarevka, phía đông xuất ra ở tỉnh Kursk, mở rộng cứ điểm phòng thủ ở đây. Tình hình hiện rất khó khăn với quân Nga ở đây, việc Nga rút lui nhanh chóng ở tỉnh Kursk khiến họ mất đi rất nhiều trang thiết bị quan trọng. Trong video, lực lượng Ukraine thậm chí đã giữ được một xe chở dầu Kamaz 53501 của Nga còn nguyên vẹn trong rừng lực lượng Nga cũng để lại một số thùng kính ngắm toàn ảnh và đài PG-210 hoàn toàn mới còn chưa kịp mở. Ngoài ra, Ukraine cũng tịch thu được rất nhiều vũ khí trong các kho mà Nga chưa kịp chuyển đi. Người Nga đang xoay sở để trì hoãn và ở một số nơi, họ đã ngăn chặn bước tiến của Ukraine ở Kursk với lực lượng hạn chế. Cuộc tấn công Kursk rất tốt trong giai đoạn đầu, nhưng hiện đã tạo điều kiện cho bước tiến nhanh chóng của Nga ở Pokrovsk khi các đơn vị có kinh nghiệm của Ukraine đang chiến đấu trên đất Nga. Tuy vậy, mặt tích cực của cuộc chiến đã làm tăng tinh thần của người Ukraine. Nhiều tù binh Nga cũng có thể được trao đổi với những người Ukraine hiện đang chịu đau khổ ở Nga. Hỏa tiễn tầm xa F-16 loại JASSM có thể sẽ đến Ukraine, và các hạn chế về vũ khí dường như đang dần được dỡ bỏ trên lãnh thổ mới chiếm được khi nhà báo quân sự Ukraine, ông Yuri Butushov đã đến kiểm tra các tòa nhà chính phủ ở thị trấn Sokza. Ông phát hiện ra các tài liệu về những người Nga trốn quân dịch. Ông chọn đốt những tài liệu này để hỗ trợ những người phản đối chiến đấu. Trong video trên kênh Telegram của mình, nhà báo cũng chỉ vào một ô được đánh dấu 110 những người bị truy nã vì liên quan đến việc trốn tránh các biện pháp huy động, hứa rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không cho phép quân đội Nga truy cập vào dữ liệu được chỉ định. Ông nói, chúng tôi sẽ giúp đỡ những người Nga tận tông không muốn chết vì Putin, sau đó vứt bỏ các tập hồ sơ chứa bản nháp cùng với các tài liệu khác. Quay trở lại tình hình tại mặt trận Donetsk, theo nguồn tin quân sự Ukraine, giao tranh ác liệt ở Toretsk đã bắt đầu từ sáng nay người Nga đang sử dụng tới 8 thiết bị hạng nặng để tiến vào thành phố và chiếm giữ một cứ điểm. Trong 48 giờ qua, lực lượng Nga đã đạt được tiến triển đáng kể bên trong khu làng New York, chiếm được toàn bộ thị trấn. Các báo cáo đáng tin cậy cho biết, lực lượng Nga đã đột phá qua các vị trí của quân Ukraine và tiến đến phần chính của sông Rivitoret từ phía Tây, sau đó đã vượt sông và tiến vào những ngôi nhà đầu tiên của làng Neolipika trên bản đồ màu đỏ thuộc quyền kiểm soát của nga trong khi màu tím là khả năng nga có thể kiểm soát hỏa lực nga cũng có thể đồng thời tiến từ các vị trí của họ ở trung tâm thị trấn lên tuyến đường sát đến khu dân cư phía bắc điều này về cơ bản đặt hai nhóm lực lượng ukraine vào một vòng vây tác chiến nhóm lớn nhất trong số các nhóm này đồn trú tại khu công nghiệp lớn nơi đã phải hứng chịu các cuộc ném bom lượng fab cũng có thể có một nhóm nhỏ hơn của quân ukraine ở phố dân cư còn lại tại gần khu công nghiệp mặc dù một số báo cáo đã cho rằng nhóm này đã thoát ra. Nhìn chung, một trong những thành trì kiên cố nhất của Ukraine đã rơi vào tay quân đội Nga. Điều này sẽ mở đường cho các cuộc tấn công trong tương lai vào Neolipika và cuối cùng là chính Torekka. Mặc dù Ukraine đã tiến quân ở Kursk, nhưng tại Donetsk, họ vẫn phải chịu tổn thất nghiêm trọng và lãnh thổ. Quân đội Nga hôm nay đã chiếm được thị trấn ở New York, tiến vào những ngôi nhà đầu tiên ở Neolipika, đồng thời chiếm được trạm biến áp ở phía tây nam Zalin. Điều này cho thấy mặt trận Bokrok của Ukraine sẽ sớm sụp đổ. Thưa quý vị, theo thông tin đến từ phía Nga, những biến cố lớn và khó khăn dự kiến sẽ xảy ra trong thời gian tới ở Crimea, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh. Hiện các nhà tuyên truyền Nga đã bắt đầu chạy trốn khỏi Crimea do lo sợ cho tính mạng của mình. Nhà văn địa phương Platon Basidin cho biết trên kênh Telegram vào ngày 18 tháng 8 rằng các nguồn thông tin đáng tin cậy đã khuyên ông nên rời khỏi Sevastopol vì những sự kiện lớn và khó khăn sẽ đến với thành phố này trong thời gian sắp tới. Ông Biden cũng cho biết, chiến tranh sẽ bao trùm Sevastopol. Nhà tuyên truyền không trực tiếp nêu chính xác điều gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới, nhưng trong phần bình luận dưới bài đăng của ông đã khiến mọi người đang thật sự lo lắng. Ông Pesidin cũng khẳng định rằng, chính quyền chiếm đóng của Nga sẽ không thể giúp đỡ dân thường, vì vậy, tốt hơn hết, họ nên tự chăm sóc bản thân. Người dân Sevastopol và Crimea kính mến, xin hãy bảo rộng và hãy nhớ rằng, thật không may tình hình từ lâu đã phát triển theo chiều hướng mà chỉ có bạn mới có thể tự giúp mình. Nhưng cũng hãy nhớ về hàng xóm và những người thân yêu của mình. Thành phố đang đứng trước những sự kiện lớn và khó khăn. Chúc mọi người khỏe mạnh. Bê Sê-đình viết thêm. Trước đó cũng có báo cáo cho biết, Nga hiện đang không có đủ hệ thống phòng không để bảo vệ hoàn toàn tất cả các căn cứ không quân tại bán đảo này. Theo đại tá Andriy Demchenko, khi được yêu cầu bình luận về những tuyên bố gần đây của Tổng thống tự xưng của Belarus, Alexander Lukashenko, liên quan đến việc chuyển gần một phần ba quân đội tới biên giới với Ukraine, ông Demchenko trả lời rằng Lukashenko lại tiếp tục làm leo thang tình hình thông tin bằng cách đưa ra những tuyên bố hung hăng, sai sự thật. Ông cho biết, tình hình ở biên giới với Cộng hòa Belarus vẫn không thay đổi. Như bạn có thể thấy, lời lẽ của Lukashenko cũng không thay đổi, do ông liên tục làm trầm trọng, trọng thêm tình hình nhằm xoay diệu quốc gia. Chúng tôi không thấy bất kỳ sự gia tăng nào về trang thiết bị hoặc nhân lực của các đơn vị Belarus gần biên giới của chúng tôi. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với nhà tuyên truyền Nga vào ngày 18 tháng 8, ông Lukashenko tuyên bố Belarus đã gửi khoảng 1 phần 3 quân đội của mình đến biên giới với Ukraine Do có hơn 120.000 binh lính Ukraine đã hiện diện ở đó. Cũng trong cùng ngày 18, ông Lukashenko tuyên bố, điều đáng lo ngại là sự leo thang từ phía Ukraine là một nỗ lực nhằm buộc Nga phải có những hành động không cân xứng, hãy xem xét việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tôi tin rằng Ukraine sẽ hài lòng nếu Nga hoặc chúng tôi sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đó, bởi vì khi đó chúng ta sẽ còn lại rất ít đồng minh, nhìn chung sẽ không còn quốc gia nào đồng cảm nữa. Ông kết luận Thưa quý vị, truyền thông KCNA lên án việc Ukraine do Washington và phương Tây hậu thuẫn xâm lược vào Nga là hành động khủng bố không thể tha thứ được. Đồng thời cho biết sẽ luôn sát cánh cùng Nga trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền của nước này. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên cũng cho biết động thái tấn công Nga của Ukraine là sản phẩm của chính sách đối đầu chống Nga từ Hoa Kỳ, đang đẩy tình hình đến bờ vực của thế chiến thứ ba báo cáo cũng nói thêm hoa kỳ đã viện trợ số lượng vũ khí sát thương khủng khiếp cho tổng thống ukraine volodymyr zelensky theo đài này bộ ngoại giao triều tiên đã tuyên bố rằng chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công vũ trang và lãnh thổ nga do chế độ bù nhìn zelensky dưới sự kiểm soát và hỗ trợ của hoa kỳ và phương tây là hành động xâm lược và khủng bố không thể tha thứ trong khi đó, Hàn Quốc, Ukraine và Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp pháo và hỏa tiễn cho Nga để nước này sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều phủ nhận cáo buộc này. Trước đó, vào ngày 10 tháng 8, Cộng hòa Ả Rập Syria, dưới sự cai trị của Tổng thống Bashar al-Bashar, đã gọi cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Kursk là một cuộc tấn công khủng bố. Thưa quý vị, Cựu điệp viên của Israel và là con trai của người sáng lập Hamas, Mossad Hassan Joseph đã cảnh báo sẽ không có lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas cho đến khi nhà lãnh đạo tối cao của Iran bị lật đổ. Ông Yosef cũng nói với Fox News Digital, đây là một cuộc chiến công khai và tôi e rằng chúng ta vẫn chưa thấy điều tồi tệ nhất của nó. Đồng thời nói thêm rằng, nhưng cuối cùng cuộc chiến này sẽ không dừng lại cho đến khi những người theo chủ nghĩa Hồi giáo bị loại khỏi quyền lực và tôi e rằng bây giờ chúng ta nhận ra nếu không loại bỏ được các giáo sĩ khỏi quyền lực trung đông sẽ không bao giờ có được hòa bình và thịnh vượng ông cũng nói thêm rằng một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ một lệnh ngừng bắn tạm thời có thể đưa một số con tin trở về nhà an toàn không phải là điều tồi tệ nhưng e rằng đây chỉ là tình hình tạm thời trong các cuộc trò chuyện trước đây, ông Joseph đã bày tỏ sự thất vọng của mình với những người biểu tình tại các trường học ở Hoa Kỳ. Nhiều người không hiểu rằng bằng cách hợp pháp hóa bạo lực, ví dụ như ở Trung Đông, khi biện minh hoặc xác nhận các hành vi giết hại bừa bãi thường dân vô tội, hãm hiếp phụ nữ, sát hại trẻ em, đó là một hành động hợp pháp dưới danh nghĩa kháng cự thì họ đang kích động bạo lực. Ông nói, ông Youssef cũng nhấn mạnh, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến Hamas hay các nhóm đại diện khác của Iran, vì những kẻ này luôn ghét Hoa Kỳ, bất kể ai lên nắm quyền. Tuy nhiên, ông lo ngại về một tổng thống không đủ cứng rắn, không đủ mạnh mẽ đằng sau dựng giá trị của nước Mỹ. Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết, một tàu của Philippines đã phớt lờ những cảnh báo liên tục của lực lượng này và cố tình va chạm với một tàu Trung Quốc theo cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm. Một đoạn video ngắn về vụ việc được đăng trên mạng xã hội của cảnh sát biển Trung Quốc cho thấy vụ va chạm xảy ra vào khoảng 3 giờ 24 phút sáng thứ Hai và xác định tàu Trung Quốc là tàu của cảnh sát biển. Theo người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc, Gan Yu, hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã xâm nhập trái phép vào vùng biển gần bãi cạn Sabina mà không được phép vào sáng sớm thứ hai. Một đoạn video dài 15 giây khác dường như cho thấy tàu Trung Quốc va chạm với đuôi tàu Philippines. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm quốc gia Manila tại biển Tây Philippines tuyên bố hai tàu tuần duyên của họ đã bị hư hại trong vụ va chạm với các tàu Trung Quốc đang thực hiện các hành động phi pháp và hung hăng gần bãi cạn Sabina. Manila đổ lỗi cho Bắc Kinh với việc Tổng Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Jonathan Malaya đã cáo buộc con tàu BRP Cape Engano của Philippines bị thủng một lỗ 13cm ở mạng phải sau khi có hành động hung hăng của tàu cảnh sát biển Trung Quốc gây ra vụ va chạm. Các nhà phân tích công bố mục tiêu của Bắc Kinh là tiến về phía đông nhằm xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Manila và bình thường hóa quyền kiểm soát của Trung Quốc đối với khu vực. Thưa quý vị, các hoạt động của nhiều tổ chức phi chính phủ cho thấy mục tiêu thực sự của Bắc Kinh là xóa bỏ truyền thống và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ. Đó là trong khi hàng trăm nghìn người Duy Ngô Nhĩ vẫn đang bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương, thì chính quyền Trung Quốc vẫn đang cố gắng cải thiện hình ảnh quốc tế của khu vực này bằng cách thúc đẩy du lịch. Trên thực tế, cuộc đàn áp của chính quyền vẫn rất mạnh mẽ. Chính phủ Trung Quốc không thể bỏ lỡ kế hoạch du lịch khi từ năm 2014, hàng trăm nghìn cư dân Duy Ngô Nhĩ và người Kazakh ở khu tự trị Tân Cương phía tây Trung Quốc bị giam trong các trại tập trung mà chính quyền trung ương bảo đảm đó chỉ là các trại giáo dục. 10 năm sau khi mở trại cải tạo đầu tiên, Trung Quốc dường như quyết tâm khôi phục hình ảnh của mình bằng cách mở cửa Tân Cương cho khách du lịch. Tuy nhiên, như Insider, một tờ báo trực tuyến độc lập của Nga giải thích rằng cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn. Trẻ em ở Tân Cương hiện được dạy bằng tiếng quan thoại, tiếng Hán, đây là ngôn ngữ duy nhất được chấp nhận ở các trường học địa phương. Ngôn ngữ mẹ đẻ của người Duyên Ngô Nhĩ hiện bị cấm. Các cuộc trò chuyện giữa người Duyên Ngô Nhĩ cũng phải diễn ra trên nền tảng WeChat do chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Mặc dù các trại cải tạo đã chính thức đóng cửa từ năm 2019, nhưng dân tộc thiểu số này vẫn đang bị đàn áp. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp của kênh 60 Giây Tinh hoa đến đây đã kết thúc. Diệu Huy một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.